Thống đốc Iowa nhập viện, tin từ Iowa. Mới đây, thống đốc 6 nhiệm kỳ của Iowa là Terry Branstad đã bất ngờ đổ bệnh khi tham gia một sự kiện ở Johnston, Iowa và đã được đưa đi cấp cứu bằng xe cứu thương đến một bệnh viện ở Des Moines. Ông Brandstad, 68 tuổi, đã bị ho vì cảm lạnh trong lúc tham dự một cuộc họp báo hàng tuần vào hôm thứ Hai. Sau đó, ông đã đổ bệnh tại sự kiện ở DuPont Pioneer Johnson, nằm cách khoảng 9 dặm về phía tây bắc của Des Moines. Theo phát ngôn viên Jimmy Sanders cho biết, các nhân viên y tế đã thực hiện những kiểm tra ban đầu là thống đốc Brandstad đang bị cảm lạnh. Brandstad, người đã từng phải phẫu thuật tĩnh mạch vào cuối tháng 12 năm ngoái, là một người có tiền sử về các bệnh tim mạch. Các bác sĩ đã phải chèn một chiếc stent cho Brandstad sau một cơn đau tim vào tháng 12 năm 2000. Vào năm 2010, thống đốc này đã phải gắn thêm một chiếc Sten thứ hai sau khi phát hiện bị ngãn động mạch. Bransett đã từng giữ chức thống đốc Iowa trong bốn nhiệm kỳ, từ năm 1983 cho đến năm 1999. Sau đó, ông đã tham gia tranh cử trở lại vào năm 2010 và tái đắc cử vào tháng 11.